Chào các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mạch điều chỉnh LED sáng dần và tắt dần dùng MOSFET Linh kiện rất đơn giản Các bạn có thể làm được Nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình nhé Cảm ơn các bạn nhiều Đây là MOSFET Phía đây là mình tháo trong bo mạch linh kiện cũ Bo của bếp từ các bạn mình tận dụng lên linh kiện thôi. Đây là mốt phép đây. Chân đây là chân G, chân D ở giữa, chân S ở bìa bên phải. Rồi đây ký hiệu của nó đây. Bên trong nội trở của nó là có diode nha các bạn. Rồi, đây là chân G, ký hiệu của mạch đây, đây là chân G chân D giữa chân S. Các bạn nhớ nắm rõ B chân của nó là làm được rồi. còn đây là cái tụ 22B. Đây lấy 24V. Cộng trừ do mình có nguồn 24V sẵn nên mình lấy LED 24V mình làm cho tiện luôn các bạn có thể dùng nguồn 12V DC đây là nhôm tản nhiệt cho FIT. FIT thì dòng keo lắm nha các bạn đây là mình test thử thôi rồi đây hai chân tụ đây hai chân tụ mình hàng từ chân G qua chân D tụ đây là tụ 22B mình có thể thay đổi giá trị tụ được mở nhanh hay chậm hay thôi rồi rồi ký hiệu đây gds đây ký hiệu các bạn có thể nắm rõ đây là sơ đồ của mạch để rút ngắn thời gian của các bạn mình cho quay nhanh video phần mạch điện đây khi mà chân g nó nối lên nguồn là mở mà chân g nó nối xuống mát là trừ là xe tắt mạch đơn giản lắm các bạn làm được hết rồi bây giờ mình mình gắn phép vô nhôm tản nhiệt nha rồi mình cho miếng lót cách để cách chân d xuống miếng tản nhiệt rồi mình hàn mình hàn chân hai chân tụ á, vô giữa chân g qua chân d và chân d đó, g và d hai chân tụ cho nó rồi chân led, đây chân cộng đây chân trừ chân trừ đó, mình hàng vô chân giữa của phép nha các bạn chân giữa là chân d đó. rồi đây là nguồn 24V mình có sẵn hàng dây sẵn rồi đây là trừ trừ mình hàng vô chân s còn cộng của nguồn á mình mình hàng vô cộng của led đó, mình hai điểm đó mình nối lại mình hàng nối lại đó. các bạn cứ từ từ làm tập trung làm là được hết mình hàng hai dây cộng lại các bạn cộng led và cộng nguồn mình hàng dính lại đây hai dây cộng này dính lại còn trừ á mình hàng vô chân d chân giữa dây đen là trừ của thanh led nha các bạn dây trắng là dây trừ của nguồn nha các bạn rồi bây giờ mình hàn cái điểm g của phép ra ngoài điểm chung đó các bạn cái điểm chung của mở về tắt led đó rồi đây mình hàn thêm một cái mối nối ra nữa mối nối ra chừng s ra. nó rất đơn giản có hai linh kiện thôi, các bạn làm được hết. Rồi bây giờ mình hàng thêm một tiếp điểm cộng nữa nha. Cái mạch này nó ứng dụng cho điều chỉnh tốc độ motor nó DC đó các bạn. Tùy vào mục đích của các bạn làm gì thôi, đây là cái mô hình mà để test sẵn thôi, test mẫu rồi mình hàn xong rồi điểm uh, cộng rồi rồi bây giờ mình lấy tấm giấy mình lót, miếng tay dừng lại, cho nó khỏi chập uh, các bạn. rồi cái điểm điểm g cái chân g của phét á là chân chung cái cái, cái 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 dây đỏ mình mình đang giữ đó, là dây cộng, là khi mà dây cộng đó, mà mình mình chạm qua chân g nó sẽ mở rồi còn cái chân S dây đen đó nó chạm qua chân G nó sẽ ốp đây là mở nè đó là mở còn đây là ốp mình test nha rồi mình chạm vào nó mở đó đây là ốp đây mình chạm nhiều lần nó sẽ tăng độ sáng lần lần và ốp cũng vậy khi mình chạm nhiều lần nó sẽ giảm lần lần cái tụ mình có thể thay cái tụ mi cao hơn để cho cái quá trình hoạt động nó sẽ chậm hơn đó, các bạn à. tùy vào cái uh, yêu cầu của các bạn như thế nào các bạn có thể thay đổi cái tụ đó rồi mình hàng xong rồi đó mình thay đổi tụ một mi đó khi nãy là hai hai b này nó sẽ chậm hơn các bạn thấy độ nhạy nó sẽ cao hơn đây nó sẽ giảm lần lần đây cái độ nhạy của nó có thể mình thấy rõ hơn là cái tụ mi thấp vi thấp chạy vào là giống như là nó dẫn dẫn luôn rồi rồi, rồi mạch hoàn thành rồi các bạn à, nếu mà thấy hay thì đăng ký và thích chia sẻ cho mình nha à, mình sẽ cho ra nhiều cái mạch ứng dụng hay để cho các bạn tham khảo rồi, chào các bạn nha cảm ơn các bạn đã theo dõi